Xin chào các bác nha, em lên sóng tiếp con máy giải pháp Panasonic TZ200, dòng máy siêu cao cấp của hãng Panasonic TZ200. Đấy. Con máy khá là đẹp luôn các bác. Thành vách con này là hàng bãi nhưng mà rất là đẹp con này, ok nhé. Bên em bán thì nó có hai loại hàng, một loại hàng đấu giá và hàng bãi. Con này thì em nhập đây là hàng bãi. Tất cả về chất lượng thì nó như nhau thôi, hàng bãi với hàng đấu giá thì nó khác nhau một chút hình thức. Hàng đấu giá thì nó sẽ long lanh hơn các bác nhé. Đấy. Nhưng mà bù lại thì hàng bãi mình có cái giá nó rẻ hơn khá là nhiều. Còn TZ hàng đấu giá thì TZ200 hàng đấu giá nó loanh quanh khoảng trên 12 triệu. Trên 12 triệu các bác nhé. Đấy, còn con TZ200 này hàng bãi em bán 9 triệu rưỡi. Rẻ hơn khá là nhiều. Đang nào có nhu cầu có ba lô giá hợp lý và cửa điện. Đấy, nội thất rất mới các bác nhé. Mới luôn. Đấy. Đẹp, sạch sẽ. Các tính năng của con máy TZ này thì nó có nano khử khuẩn các bác nhé, nano X khử khuẩn này. Đấy, công nghệ cao nhất, VIP nhất bây giờ máy rửa bát luôn. Yeah. Nhiều chế độ rửa các bác nhé, menu thì sấy này, tắp sấy này, sấy này không này, đấy, tắp sấy nhá, đấy, sấy thêm này, quạt gió, nước nóng 80 độ, yeah. Hẹn giờ, 5 bài rửa. Econavi tiết kiệm điện, cửa điện mở, chạm mở. Con này TZ200 sản xuất năm 2020. Mod series máy 1175 TZ200, lưng tôn cũng rất là đẹp. Đương nhiên nó không thể xuất sắc được như đấu giá nhưng mà nó cũng không có kém cạnh gì nhiều đâu ạ. Rẻ đi khá là nhiều luôn. Giá 9 triệu rưỡi này cũng chỉ ngang với cả con TH3 thôi. TH3 hàng đấu giá. Hơn con TH1 hàng đấu giá một chút. Thì mình chơi con này khá là hay các bác. Các bác có nhu cầu alo nhé. Chào các bác.